Phẩm hạnh thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 3. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát có thể rõ biết như vậy thì được những lợi ích gì? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát có thể rõ biết như vậy thì được bốn sự không ngần ngại, đó là pháp không ngần ngại, nghĩa không ngần ngại, lời lẽ không ngần ngại và vui thích thuyết giảng không ngần ngại. Pháp không ngần ngại là rõ biết hết thảy các pháp cùng với tên gọi của các pháp ấy. Nghĩa không ngần ngại là rõ biết hết thảy ý nghĩa của tất cả các pháp, có thể tùy theo chỗ đặt ra tên gọi của các pháp mà biết nghĩa. Lời lẽ không ngần ngại là biết dùng lời lẽ tùy theo khi luận về chữ nghĩa, luận về cách phát âm đúng, luận về cách tụng đọc của ngoại đạo, luận về cách tranh biện của thế gian. Vui thích thuyết giảng không ngần ngại là mỗi khi Bồ Tát Ma Ha Tát thuyết giảng thì không có điều gì chướng ngại, không thể bị lay chuyển, không có gì sợ sệt, có thể bị kẻ khác khuất phục. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát có thể thấy biết như vậy, liền được bốn trí không ngần ngại. Lại nữa, thiện nam tử, pháp không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết khắp các pháp của hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật. Nghĩa không ngần ngại là tuy có ba thừa nhưng biết rằng rốt ráo đều quy về một, không cho là có tướng khác nhau. Lời lẽ không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát đối với một pháp đặt ra đủ mọi tên gọi, trải qua vô số kiếp cũng không thể nói hết. Hàng thanh văn duyên giác không có lý nào lại thuyết diễn được như vậy. Vui thích thuyết giảng không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô số kiếp thường vì chúng sinh diễn thuyết các pháp như tên gọi nghĩa lý đủ mọi pháp khác nhau không thể cùng tận. Lại nữa, thiện nam tử, pháp không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy rõ biết các pháp nhưng không nắm giữ, không vướng mắc. Nghĩa không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy rõ biết các nghĩa nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Lời lẽ không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy rõ biết danh tự nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Vui thích thuyết giảng không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy vui thích với việc thuyết giảng như vậy hơn tất cả nhưng cũng không nắm giữ, không vướng mắc. Vì sao vậy, thiện nam tử? Nếu có sự nắm giữ vướng mắc thì không gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu không nắm giữ, không vướng mắc, tức là không biết pháp. Nếu biết pháp, tức là có nắm giữ, có vướng mắc. Nếu biết mà không nắm giữ, không vướng mắc, tức là không có chỗ biết. Vì sao Như Lai nói rõ, nói rằng rõ biết pháp mà không nắm giữ, không vướng mắc? Phật dạy: Thiện nam tử, nếu có nắm giữ, có vướng mắc thì chẳng gọi là không ngần ngại. Không có gì nắm giữ, vướng mắc mới gọi là không ngần ngại. Thiện nam tử, cho nên trong tất cả Bồ Tát, nếu có ai nắm giữ vướng mắc thì ắt là chẳng được không ngần ngại. Nếu chẳng được không ngần ngại thì không gọi là Bồ Tát. Nên biết rằng những người ấy phải gọi là phàm phu. Vì sao gọi người có sự nắm giữ vướng mắc là phàm phu? Vì tất cả phàm phu đều nắm giữ vướng mắc nơi sắc cho đến vướng mắc nơi thức. Vì vướng mắc nơi sắc nên sanh lòng tham. Vì sanh lòng tham nên bị sắc trói buộc cho đến bị thức trói buộc. Vì bị trói buộc nên không thoát khỏi sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ sở hết thảy mọi phiền não, cho nên có sự nắm giữ. Vướng mắc thì gọi là phàm phu, vì nghĩa ấy nên hết thảy phàm phu đều không có bốn pháp không ngăn ngại. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát đã từng trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp thấy biết tướng của các pháp, vì thấy biết nên biết được nghĩa thật của pháp. Vì thấy tướng của pháp nên biết được nghĩa thật, nên ở trong sắc mà không bị trói buộc vướng mắc, cho đến ở trong thức cũng vậy. Vì không vướng mắc nên Bồ Tát đối với sắc chẳng sanh lòng tham, cho đến đối với thức cũng chẳng sanh tham. Vì không tham nên không bị sắc trói buộc, cho đến không bị thức trói buộc. Vì không bị trói buộc nên được thoát khỏi sanh lão bệnh tử, lo buồn khổ sở hết thảy mọi phiền não. Vì nghĩa ấy nên tất cả Bồ Tát đều được bốn pháp không ngần ngại. Thiện nam tử, do nhân duyên ấy ta vì các đệ tử mà thuyết giảng trong 12 bộ kinh rằng: Kẻ vướng mắc là bị ma trói buộc, nếu không vướng mắc ắt thoát khỏi bị ma trói buộc. Ví như ở thế gian, kẻ có tội bị vua bắt trói, người vô tội thì vua không bắt trói. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, có vướng mắc thì bị ma trói buộc, không vướng mắc thì ma không thể trói buộc. Vì nghĩa ấy Bồ Tát Ma Ha Tát không có chỗ vướng mắc. Lại nữa, thiện nam tử, pháp không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát khéo biết rõ chữ nghĩa, nhớ giữ không quên mất. Những chữ nghĩa được nhớ giữ đó như nói về đất, về núi, về con mắt, mây bay, con người, bà mẹ. Với hết thầy các pháp cũng đều như vậy. Nghĩa không ngần ngại là nói Bồ Tát tùy biết tên gọi các pháp nhưng không biết nghĩa. Khi đạt được nghĩa không ngần ngại rồi, ắt sẽ rõ biết được nghĩa. Biết nghĩa như thế nào?
thì nói rằng đất ôm giữ là như đất ôm giữ, rộng khắp hết thảy các loài chúng sanh và không phải chúng sanh. Vì nghĩa ấy nên gọi là đất ôm giữ. Thiện Nam Tử khi nói rằng núi ôm giữ, Bồ Tát Ma Ha Tát liền suy nghĩ rằng, vì sao lại nói là núi ôm giữ? Vì núi có thể ôm giữ lấy đất, khiến cho đất không nghiêng ngả chấn động, nên gọi là ôm giữ. Vì sao lại nói là mắt ôm giữ? Vì mắt có thể giữ lấy ánh sáng, nên gọi là ôm giữ. Vì sao lại nói là mây ôm giữ? Vì mây là khí của rồng, khí ấy giữ nước, nên gọi là mây ôm giữ. Vì sao lại nói là con người ôm giữ? Vì con người có thể giữ lấy các pháp và chẳng phải pháp, nên gọi là con người ôm giữ. Vì sao lại nói là người mẹ ôm giữ? Vì người mẹ có thể ôm giữ con cái, nên gọi là người mẹ ôm giữ. Bồ Tát Ma Ha Tát biết rõ nghĩa của tên gọi, lời nói về hết thảy các pháp cũng là như vậy. Lời lẽ không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát dùng đủ mọi lời lẽ mà diễn thuyết một nghĩa, cũng là không có nghĩa, ví như những tên gọi, nam nữ, nhà cửa, xe cộ, chúng sanh. Vì sao không có nghĩa? Thiện Nam Tử nói nghĩa đó là cảnh giới của Bồ Tát và chư Phật, còn lời lẽ là cảnh giới của phàm phu. Vì rõ biết nghĩa nên đạt được từ không ngần ngại. Vui thích thuyết rằng không ngần ngại là Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết lời lẽ ý nghĩa, cho nên trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp thuyết giảng về lời lẽ ý nghĩa mà vẫn không cùng tận, như vậy gọi là vui thích thuyết giảng không ngần ngại. Thiện Nam Tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trong vô lượng vô số kiếp tu hành lẽ chân thật của thế gian, nhờ tu hành như vậy nên rõ biết pháp không ngần ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp tu tập lý chân thật rốt ráo nên đạt được nghĩa không ngần ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp rèn luyện tu tập luận tỳ già la na nên đạt được lời lẽ không ngần ngại, lại trong vô lượng vô số kiếp nhờ tu tập diễn thuyết luận lý chân thật của thế gian nên đạt được sự vui thích thuyết giảng không ngần ngại. Thiện Nam Tử, hành thành văn truyền giác không có lý nào lại đạt được bốn pháp không ngần ngại ấy. Thiện Nam Tử, trong chín bộ kinh trước đây ta dạy rằng hàng thành văn truyền giác có bốn pháp không ngần ngại, nhưng thành văn truyền giác thật ra không có. Vì sao vậy? Bồ Tát Ma Ha Tát vì hóa độ chúng sanh nên tu tập bốn trí không ngần ngại như thế. Hàng duyên giác tu pháp tịch diệt có khuynh hướng ưa thích sống một mình. Nếu hóa độ chúng sanh cũng chỉ biết hiện phép thần thông, suốt ngày lặng thinh không có gì để thuyết giảng, làm sao có được bốn trí không ngần ngại? Vì sao lại lặng thinh không có gì để thuyết giảng? Hàng duyên giác không thể thuyết pháp độ người khiến cho đạt được noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, cùng những quả vị như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, không thể làm cho người ta phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Thiện Nam Tử, khi bậc duyên giác ra đời, thế gian không có chín bộ kinh điển, vì thế nên các vị duyên giác không có những pháp lời lẽ không ngăn ngại, ưa thích thuyết diễn không ngăn ngại. Thiện Nam Tử, hàng duyên giác tuy biết được các pháp nhưng không có pháp không ngăn ngại. Vì sao vậy? Pháp không ngần ngại là nói sự rõ biết từ ngữ. Hàng duyên giác tuy biết văn tự nhưng không đạt được từ ngữ không ngần ngại. Vì sao vậy? Vì không biết pháp của hai chữ thường trụ nên hàng duyên giác không đạt được pháp không ngần ngại. Hàng duyên giác tuy biết được nghĩa nhưng không đạt được nghĩa không ngần ngại. Người thật biết nghĩa là biết rằng chúng sanh đều có tánh Phật. Nghĩa của tánh Phật đó gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì nghĩa ấy nên hàng duyên giác không đạt được nghĩa không ngần ngại. Vì thế mà tất cả các vị duyên giác đều không có bốn trí không ngần ngại. Vì sao hàng thanh văn không có bốn pháp không ngần ngại? Vì thanh văn không có ba loại phương tiện khéo léo. Những gì là ba loại? Một là có những người phải dùng lời êm ái dịu dàng với họ, sau đó họ mới chịu lãnh thọ giáo pháp. Hai là có những người phải dùng lời thô nặng với họ, sau đó họ mới nhận sự giáo hóa. Ba là có người phải dùng lời không êm ái cũng không thô nặng với họ, sau đó họ mới nhận sự giáo hóa. Hàng thanh văn không có ba loại phương tiện ấy, nên không có bốn pháp không ngần ngại. Lại nữa, hàng thanh văn duyên giác không thể rõ biết lời nói và ý nghĩa một cách rốt ráo, không có trí tuệ tự tại rõ biết các cảnh giới, không có 10 sức, 4 đức chẳng sợ, không thể rốt ráo vượt qua con sông lớn 12 nhân duyên, không thể khéo biết sự sai khác về căn tánh lanh lợi hay chậm lụt của chúng sanh, chưa thể dứt hết lòng nghi về lý chân thật, tương đối và tuyệt đối, không biết được đủ mọi cảnh giới, duyên theo tâm ý của chúng sanh, không thể khéo léo, thuyết giảng về nghĩa không cao tột nhất. Vì thế nên hàng thanh văn và duyên giác đều không có bốn pháp không ngần ngại. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật,
Thế Tôn, nếu hết thảy hàng thanh văn và chân giác đều không có bốn pháp không ngần ngại, vì sao Thế Tôn lại nói rằng Xá Lợi Phất là bậc đứng đầu về trí tuệ, Đại Mục Kiền Liên là vị đứng đầu về thần thông, Maha Câu Hy La là vị đứng đầu về bốn pháp không ngần ngại? Nếu những người ấy đều không có bốn pháp không ngần ngại, vì sao Như Lai lại dạy như vậy? Lúc ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Ca Diếp: lành thay thiện nam tử, ví như sông Hằng có vô lượng nước, sông lớn Tân Đầu cũng có vô lượng nước, sông cái Bắc Xoa cũng có vô lượng nước, sông lớn Tất Đà cũng có vô lượng nước, hồ A Nậu Đạt cũng có vô lượng nước, biển cả cũng có vô lượng nước. Nước ở những nơi ấy tuy đều là vô lượng, nhưng chỗ nhiều ít thật có khác nhau. Bốn trí không ngăn ngại của hàng thành văn, duyên giác và Bồ Tát cũng là như vậy. Thiện nam tử, nếu nói là bằng nhau thì thật là vô lý. Thiện nam tử, ta vì những kẻ phàm phu mà nói rằng Maha Câu Hy La có bốn trí không ngăn ngại là cao trỗi hơn hết. Điều ông thưa hỏi có ý nghĩa như thế. Thiện nam tử, trong hàng thanh văn, hoặc có người đạt được một, hoặc có người được hai, chứ không thể có bất cứ ai đạt được đủ bốn pháp không ngăn ngại. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như trong phẩm hạnh thanh tịnh này, Phật có dạy rằng Bồ Tát do thấy biết nên được bốn pháp không ngăn ngại. Bồ Tát thấy biết ắt là không có chỗ được, cũng không sanh tâm cho rằng không có chỗ được. Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có chỗ được. Nếu như trong tâm Bồ Tát có chỗ được, ắt không phải là Bồ Tát, phải gọi là phàm phu. Vì sao Như Lai dạy rằng Bồ Tát có chỗ đạt được? Phật dạy: Thiện nam tử, lành thay, ta vừa muốn nói thì ông lại hỏi. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thật không có chỗ được, không có chỗ được đó gọi là bốn pháp không ngăn ngại. Thiện nam tử, vì nghĩa gì mà không có chỗ được gọi là không ngăn ngại? Vì nếu có chỗ được, ắt phải gọi là có ngăn ngại, có chỗ chướng ngại gọi là bốn điền đảo. Thiện nam tử, vì Bồ Tát Ma Ha Tát không có bốn điền đảo nên đạt được không ngăn ngại, vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là sáng suốt. Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được sự sáng suốt ấy nên gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là vô minh. Bồ Tát dứt trừ mãi mãi sự tăm tối của vô minh nên không có chỗ được. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là đại niết bàn. Bồ Tát Ma Ha Tát trụ yên trong cảnh đại niết bàn này, không thấy có tánh và tướng của hết thảy các pháp. Vì thế nên Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được đó là 25 cảnh giới hiện hữu. Bồ Tát đã dứt hẳn 25 cảnh giới hiện hữu nên được đại niết bàn. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là đại thừa. Bồ Tát Ma Ha Tát không trụ nơi các pháp nên được đại thừa. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là đạo của thanh văn và bích trí Phật. Bồ Tát đã mãi mãi dứt bỏ đạo của hai thừa nên được Phật đạo. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là kinh Phương Đẳng. Bồ Tát Ma Ha Tát nhờ đọc tụng những kinh này nên được đại niết bàn. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là 11 bộ kinh. Bồ Tát không tụ tập những kinh ấy, chỉ toàn thuyết giảng kinh điển Phương Đẳng đại thừa. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là hư không. Thế gian không có vật thể thì gọi là hư không. Bồ Tát đạt được phép tam muội hư không, không có chỗ thấy nên gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là vòng sanh tử. Hết thảy phàm phu đều luân chuyển trong vòng sanh tử nên có chỗ thấy. Bồ Tát đã mãi mãi dứt trừ hết thảy sanh tử nên gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát không có chỗ được gọi là thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát Ma Ha Tát vì thấy tánh Phật nên được thường lạc ngã tịnh. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Bồ Tát Ma Ha Tát đã dứt hết vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh nên gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là nghĩa không bậc nhất. Bồ Tát Ma Ha Tát quán nghĩa không bậc nhất, thảy đều không có chỗ thấy. Vì thế nên Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được gọi là năm kiến chấp. Bồ Tát đã mãi mãi dứt trừ năm kiến chấp nên được nghĩa không bậc nhất. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Lại nữa, thiện nam tử, không có chỗ được gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì hết thảy đều không có chỗ thấy. Vì thế Bồ Tát gọi là không có chỗ được. Có chỗ được là Bồ Đề của thanh văn duyên giác. Bồ Tát đã mãi mãi dứt bỏ Bồ Đề của hai thừa nên gọi là không có chỗ được.
Thiện nam tử, chỗ thắc mắc của ông cũng là không có chỗ được, chỗ thuyết giảng của ta cũng là không có chỗ được. Nếu có chỗ được thì đó là quyến thuộc của ma, không phải đệ tử Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trong khi Phật vì con thuyết giảng việc Bồ Tát không có chỗ được, có vô lượng chúng sanh rất được tâm chấp tướng. Vì việc như thế nên con mới dám thưa hỏi ý nghĩa không có chỗ được để khiến cho vô lượng chúng sanh này lìa xa quyến thuộc của ma làm đệ tử Phật. Bạch Thế Tôn: Như Lai ở giữa hai cây sa la mọc sánh đôi này, vừa rồi có vị Thuần Đà mà thuyết kệ rằng: Vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thật không thể có nghĩa như thế. Bạch Thế Tôn: Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, ta vì hóa độ chúng sanh mà thuyết giảng như thế, lại cũng vì hàng thanh văn và bích chi Phật mà thuyết giảng như thế, lại cũng vì pháp vương tử văn thủ sư lợi mà thuyết giảng như thế, không chỉ riêng vì Thuần Đà mà thuyết bài cái ấy. Lúc ấy văn thủ sư lợi vừa muốn thưa hỏi, ta biết rõ ý ông ấy nên mới thuyết giảng. Khi vừa thuyết giảng rồi thì văn thủ sư lợi liền hiểu rõ. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, những người hiểu rõ được nghĩa ấy như văn thủ sư lợi quả thật rất ít, xin Như Lai vì đại chúng mà phân biệt thuyết rộng lần nữa. Phật dạy: Thiện nam tử, hãy lắng nghe cho kỹ, hôm nay ta sẽ vì các ông mà giảng giải lại việc ấy. Nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có vô lượng phiền não, vì có phiền não nên nay không có đại bát niết bàn. Nói vốn là không, đó là thuở xưa ta vốn không có bát nhã ba la mật, vì không có bát nhã ba la mật nên nay có đủ các thứ phiền não trói buộc. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có phiền não, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có cái thân do cha mẹ hòa hợp sinh ra, vì thế nên nay không có pháp thân vi diệu như kim cang không hư hoại. Nói vốn là không, đó là thân ta xưa vốn không có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, vì không có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nên nay có đủ 404 thứ bệnh khổ. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay vẻ sau có mang bệnh khổ, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta vốn có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Bởi có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh nên nay không có A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nói vốn là không, đó là xưa vốn không thấy tánh Phật, vì không thấy tánh Phật nên nay không có thường lạc ngã tịnh. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau không có thường lạc ngã tịnh, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là xưa vốn có tâm phàm phu tu khổ hạnh, rồi cho là đã được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì việc như thế nên nay không thể phá hoại bốn thứ ma. Nói vốn là không, đó là thuở xưa ta vốn không có sáu pháp ba la mật, vì không có sáu pháp ba la mật nên mới tu hành theo tâm phàm phu khổ hạnh, rồi cho là đã được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có tu khổ hạnh, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta có cái thân do sự ăn uống mà thành, vì có cái thân cần sự ăn uống nên nay không có pháp thân vô biên. Nói vốn là không, đó là vốn không có 37 pháp trợ đạo, vì không có 37 pháp trợ đạo nên nay hiện có cái thân do ăn uống mà thành. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuở quá khứ, hiện nay hay về sau có cái thân cần đến sự ăn uống, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là thuở xưa ta có tâm nắm giữ vướng mắc hết thảy các pháp, vì thế mà nay ta không có phép không định rốt ráo. Nói vốn là không, đó là ta xưa vốn không nắm được nghĩa chân thật của trung đạo, vì không nắm được nghĩa chân thật của trung đạo nên đối với hết thảy các pháp ắt phải sanh tâm vướng mắc. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuộc quá khứ, hiện nay hay về sau dạy rằng hết thảy các pháp có hình tướng, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là khi ta vừa mắc, ta vừa đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có những đệ tử thanh văn căn tánh chậm lụt. Vì có những đệ tử thanh văn căn tánh chậm lụt nên ta không thể diễn thuyết nghĩa chân thật nhất thừa. Nói vốn là không, đó là trước đây không có những bậc lợi căn như voi chúa giữa loài người, là những người như Bồ Tát Ca Diếp. Vì không có những bậc lợi căn như Ca Diếp nên phải tùy nghi phương tiện mở bày trì bảo ba thừa,
Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuộc quá khứ, hiện nay hay về sau, rốt cùng có diễn thuyết giáo pháp ba thừa, đó là lời nói vô lý. Lại nữa, thiện nam tử, nói vốn là có, đó là trước ta có nói rằng còn 3 tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn, nơi hai cây sa la mọc sóng đôi. Vì thế nên khi ấy ta không diễn thuyết kinh điển Đại Phương Đẳng Bát Đại Bát Niết Bàn. Nói vốn là không, đó là ngày xưa ta không có những đại Bồ Tát như Văn Thủ Sư Lợi. Vì không có những đại Bồ Tát như Văn Thủ Sư Lợi nên khi ấy ta dạy rằng Như Lai là vô thường. Nhưng nếu có bất cứ ai nói rằng Như Lai vào thuộc quá khứ, hiện nay hay về sau là vô thường, đó là lời nói vô lý. Thiện nam tử, Như Lai rộng vì khắp cả chúng sanh, nên tuy biết các pháp mà có lúc lại nói là không biết, tuy thấy các pháp mà có lúc lại nói là không thấy. Các pháp có tướng nhưng có lúc lại nói là không tướng. Các pháp không tướng nhưng có lúc lại nói là có tướng. Thật có vô thường nhưng có lúc lại nói là thường. Thật có thường nhưng có lúc lại nói là vô thường. Với các nghĩa lạc ngã tịnh cũng là như vậy. Pháp tam thừa nhưng có lúc lại nói là nhất thừa. Pháp nhất thừa lại tùy nghi nói là có 3 thừa. Tướng sơ lược nhưng có lúc lại nói là rộng lớn. Tướng rộng lớn nhưng có lúc lại nói là sơ lược. 4 tội nghiêm trọng nhưng có lúc lại nói là tội du lan già. Đối với tội du lan già lại có lúc nói là 4 tội nghiêm trọng. Phạm tội nhưng có lúc lại nói là không phạm. Không phạm có lúc lại nói là phạm. Tội nhẹ nhưng có lúc lại nói là nặng. Tội nặng có lúc lại nói là nhẹ. Vì sao vậy? Vì Như Lai sáng suốt thấy rõ căn tánh của mỗi chúng sanh. Thiện nam tử, tuy Như Lai có những lúc nói như thế nhưng không hề có sự hư dối. Vì sao vậy? Lời nói hư dối tức là tội lỗi. Như Lai đã dứt trừ hết thảy mọi tội lỗi, há lại có lời hư dối hay sao? Thiện nam tử, tuy Như Lai không có lời hư dối, nhưng nếu biết chúng sanh có thể nhân nơi lời nói hư dối mà được pháp lợi ích thì tùy nghi phương tiện vì họ mà nói ra. Thiện nam tử, hết thảy những lẽ thật tương đối của thế gian nếu ở nơi Như Lai sẽ là ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Vì sao vậy? Chư Phật Thế Tôn vì ý nghĩa chân thật tuyệt đối mà thuyết dạy những lẽ thật tương đối của thế gian, giúp cho chúng sanh đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Nếu như chúng sanh không đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối như vậy, chư Phật không bao giờ lại thuyết giảng những lẽ thật tương đối của thế gian. Thiện nam tử, Như Lai có những lúc diễn thuyết những lẽ thật tương đối của thế gian, chúng sanh lại cho rằng Phật đang thuyết dạy ý nghĩa chân thật tuyệt đối. Có những lúc diễn thuyết ý nghĩa chân thật tuyệt đối, chúng sanh lại cho rằng Phật đang thuyết dạy những lẽ thật tương đối của thế gian. Đó là cảnh giới rất thâm sâu của chư Phật, chẳng phải chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Thiện nam tử, vậy nên vừa rồi ông không nên cập vấn Như Lai rằng Bồ Tát Ma Ha Tát không có chỗ được. Bồ Tát thường đạt được ý nghĩa chân thật tuyệt đối, sao ông lại cập vấn là không có chỗ được? Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi, Bạch Thế Tôn, ý nghĩa chân thật tuyệt đối rốt ráo cũng gọi là đạo, cũng gọi là Bồ Đề, cũng gọi là Niết Bàn. Nếu vị Bồ Tát nào nói rằng có được đạo, có được Bồ Đề, có được Niết Bàn, đó tức là vô thường. Vì sao vậy? Nếu hữu pháp là thường, ắt là không thể được, cũng như hư không, nào có ai đạt được? Bạch Thế Tôn, như những vật ở thế gian, xưa vốn là không, nay trở thành có, gọi là vô thường. Đạo cũng như vậy, nếu đạo có thể được, ắt phải gọi là vô thường. Nếu pháp là thường thì không thể đạt được, không có sanh ra, cũng như tánh Phật là không đạt được, không sanh ra. Bạch Thế Tôn, đạo không phải hình sắc, cũng chẳng phải không hình sắc, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải cao, chẳng phải thấp, chẳng phải xanh, chẳng phải diệt, chẳng phải đỏ, trắng, xanh, vàng, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao Như Lai lại dạy rằng đạo có thể được? Bồ Đề Niết Bàn cũng là như vậy. Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy, thiện nam tử, đạo có 2 loại, một là thường, 2 là vô thường. Tướng Bồ Đề cũng có 2 loại, một là thường, 2 là vô thường. Niết Bàn cũng vậy, đạo của ngoại đạo gọi là vô thường, đạo trong Pháp Phật gọi là thường. Bồ Đề của hàng thanh văn duyên giác gọi là vô thường, Bồ Đề của chư Phật, Bồ Tát gọi là thường. Giải thoát của ngoại đạo gọi là vô thường, giải thoát của Pháp Phật gọi là thường. Thiện nam tử, đạo với Bồ Đề và Niết Bàn thầy đều gọi là thường. Hết thảy chúng sanh thường bị vô lượng phiền não che lấp, không có con mắt trí tuệ nên không thể nhìn thấy được. Nhưng chúng sanh vì muốn được nhìn thấy đạo Bồ Đề Niết Bàn nên tu tập giới định tuệ, do tu hành nên được thấy đạo Bồ Đề và Niết Bàn. Đó gọi là Bồ Tát được đạo Bồ Đề và Niết Bàn,
Tánh tướng của đạo thật không có sanh diệt, vì nghĩa ấy nên không thể nắm giữ được. Thiện nam tử, đạo tuy không hình xác tướng trạng có thể thấy, không chỗ cân lượng có thể biết, nhưng thật có công dụng. Thiện nam tử, như tâm của chúng sanh, tuy chẳng phải hình sắc, chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải thô, chẳng phải mịn, chẳng phải buộc, chẳng phải mở, chẳng phải pháp nhìn thấy được, nhưng cũng là thật có. Vì nghĩa ấy, ta có vì ông Tu Đạt mà dạy rằng, trường giả, tâm là vị chủ trong thành. Nếu trường giả không bảo hộ tâm, ắt không bảo hộ được thân và miệng. Nếu bảo hộ được tâm, ắt sẽ bảo hộ được thân và miệng, vì không khéo bảo hộ thân và miệng mà khiến cho chúng sanh rơi vào ba nẻo dữ. Bảo hộ được thân và miệng, ắt sẽ giúp chúng sanh được sanh vào cõi trời, cõi người, được niết bàn. Được như vậy gọi là chân thật, nếu không được gọi là không chân thật. Thiện nam tử, đạo với Bồ Đề và niết bàn cũng là như vậy, cũng là có, cũng là thường. Nếu như không có, vì sao có thể dứt trừ hết thảy phiền não? Vì là có nên hết thảy Bồ Tát đều thấy biết rõ ràng. Thiện nam tử, có hai cách thấy, một là thấy qua tướng mạo có liên quan, hai là thấy rõ ràng. Thế nào là thấy qua tướng mạo có liên quan? Như thấy khói từ xa gọi là thấy lửa, nhưng thật không hề thấy lửa. Tuy không nhìn thấy lửa nhưng cũng không phải là hư dối. Thấy chim hạc trên không liền nói là thấy nước. Tuy không hề thấy nước nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy hoa lá liền nói là thấy rễ cây. Tuy chẳng thấy rễ cây nhưng cũng không phải là hư dối. Nhưng người từ xa thấy sừng bò nhô lên bên kia bờ rộng liền nói là thấy bò. Tuy không thấy bò nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy đàn bà mang thai liền nói rằng thấy sự dâm dục. Tuy chẳng thấy sự dâm dục nhưng cũng không phải là hư dối. Như thấy cây xanh ra lá liền nói là thấy nước. Tuy không thấy nước nhưng cũng chẳng phải là hư dối. Lại như khi thấy mây liền nói là thấy mưa, tuy không thấy mưa nhưng cũng chẳng phải là hư dối. Như thế các nghiệp của thân và miệng liền nói là thấy tâm, tuy không thấy tâm nhưng cũng không phải là hư dối. Đó gọi là thấy qua tướng mạo có liên quan. Thế nào là thấy rõ ràng? Đó là như mắt nhìn thấy hình sắc. Thiện nam tử, như người có mắt trong sạch không bệnh tật, tự nhìn thấy trái Amalak trong lòng bàn tay. Bồ Tát Mahātát cũng vậy, rõ ràng nhìn thấy đạo, nhìn thấy Bồ Đề, nhìn thấy Niết Bàn. Tuy nhìn thấy như vậy nhưng không hề có tướng thấy. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy, trước đây ta có bảo Xá Lợi Phất rằng những điều mà hết thảy mọi loài trong thế gian đều không thấy, không biết, không hiểu rõ thì chỉ có Như Lai và các vị Bồ Tát là thấy hết, biết hết, hiểu rõ được hết. Xá Lợi Phất, những điều mà chúng sanh thế gian thấy biết hiểu rõ, Phật và Bồ Tát cũng thấy biết hiểu rõ. Những điều mà chúng sanh thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, họ cũng không tự biết rằng mình không thấy, không biết, không hiểu rõ. Chúng sanh thế gian có chỗ thấy, biết, hiểu rõ, liền tự nói rằng tôi thấy, tôi biết, tôi hiểu rõ. Xá Lợi Phất, Như Lại thấy, biết, hiểu rõ tất cả, nhưng không tự nói rằng ta thấy, ta biết, ta hiểu rõ. Hết thảy các vị Bồ Tát cũng như thế. Vì sao vậy? Nếu Như Lai có các tướng thấy, biết, hiểu rõ thì nên biết rằng đó chẳng phải là Phật Thế Tôn, chỉ là phàm phu. Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Phật có bảo Xá Lợi Phất rằng những việc mà thế gian biết ta cũng biết, những việc mà thế gian không biết ta cũng biết tất cả. Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy, thiện nam tử, hết thảy người thế gian đều chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ tánh Phật. Nếu thấy, biết, hiểu rõ được tánh Phật thì chẳng phải người thế gian, phải gọi là Bồ Tát. Người thế gian cũng chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ 12 bộ kinh, 12 nhân duyên, 4 điên đảo, 4 thánh đế, 37 phẩm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Đại Bát Niết Bàn. Nếu ai thấy, biết, hiểu rõ những điều ấy thì đó chẳng phải là người thế gian, nên gọi là Bồ Tát. Thiện nam tử, đó gọi là những điều thế gian chẳng thấy, chẳng biết, chẳng hiểu rõ. Những điều mà thế gian thấy, biết, hiểu rõ là thế nào? Đó là những việc như Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, Bát Tí Thiên, Tánh, Thời, Vi Trần, Pháp và Phi Pháp, Đấng Chủ Tể tạo ra thế giới, sự khởi đầu và kết thúc của thế gian, hai kiến dài, chấp đoạn và chấp thường, cho rằng từ sơ thiền cho đến cảnh giới phi phi tưởng gọi là Niết Bàn. Thiện nam tử, đó gọi là những chỗ mà thế gian thấy, biết, hiểu rõ. Bồ Tát Mahātát cũng thấy, biết, hiểu rõ những việc ấy. Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ như vậy rồi,
Nếu nói rằng không thấy, không biết, không hiểu rõ, tức là hư dối. Pháp hư dối tức là có tội, bởi có tội nên phải đọa vào địa ngục. Thiện nam tử, nếu có ai nói rằng không có đạo Bồ Đề Niết Bàn, nên biết rằng những người như thế là nhất thiện đà, là quyến thuộc của ma, phải gọi là phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp như vậy cũng gọi là phỉ báng chư Phật. Những người như vậy chẳng gọi là người thế gian, cũng không gọi là chẳng phải người thế gian. Bấy giờ Bồ Tát Ca Diếp nghe xong lời Phật dạy, liền dùng kệ tụng mà xưng tán rằng: Đại từ thương chúng sanh, khiến kẻ nghịch quy y, khéo rút những tên độc, nên xưng đại y vương. Người thế gian trị bệnh, bệnh khỏi rồi lại sanh, những bệnh như lai trị, chẳng bao giờ trở lại. Thuốc cam lộ Thế Tôn ban phát cho chúng sanh, thuốc sanh dùng thuốc, chúng sanh dùng thuốc rồi thoát khỏi vòng sanh tử. Nay Như Lai vì con diễn thuyết đại niết bàn, chúng sanh nghe pháp kín liền được không sanh diệt. Đọc kệ xong rồi, Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, những điều mà tất cả thế gian đều không thấy, không biết, không hiểu rõ thì Bồ Tát có thể thấy, biết, hiểu rõ. Nếu Bồ Tát là người thế gian thì không thể nói rằng thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng Bồ Tát này có thể thấy, biết, hiểu rõ. Còn nếu Bồ Tát chẳng phải người thế gian, lại còn có tướng trạng nào khác? Phật dạy: Thiện nam tử, nói Bồ Tát đó cũng là người thế gian, cũng không phải người thế gian, không thấy, không biết, không hiểu rõ thì gọi là người thế gian. Người thấy, biết, hiểu rõ thì không gọi là người thế gian. Ông hỏi rằng còn có tướng trạng nào khác? Này ta sẽ nói. Thiện nam tử, nếu có ai vừa được nghe kinh Niết Bàn này liền sinh lòng tin kính, phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đó gọi là Bồ Tát ở thế gian. Những điều mà tất cả thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, Bồ Tát ấy cũng đồng như người thế gian, cũng không thấy, không biết, không hiểu rõ. Bồ Tát được nghe kinh Niết Bàn này rồi, biết rằng có những điều mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ là những điều mà Bồ Tát có thể thấy, biết, hiểu rõ. Biết như vậy rồi liền tự suy nghĩ, ta cần phải theo phương tiện tu tập như thế nào để có thể thấy, biết, hiểu rõ. Liền tự nghĩ rằng chỉ cần đem lòng sâu vững tu trì giới, hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, bấy giờ Bồ Tát nhờ nhân duyên ấy nên trong đời vị lai, dù sanh ra ở nơi nào cũng thường giữ theo giới hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát nhờ giới thanh tịnh nên dù sanh ra ở nơi nào cũng thường không có sự kiêu mạn tà kiến, nghi ngờ, không bao giờ nói rằng chỗ giáo giáo của Như Lai là vào Niết Bàn. Như thế gọi là Bồ Tát tu trì giới hạnh thanh tịnh. Giới hạnh đã thanh tịnh, tiếp đó Bồ Tát liền tu thiền định. Nhờ tu tập thiền định nên dù sanh ra ở nơi nào cũng không mất chánh niệm, đó là luôn nhớ đến những điều như hết thảy chúng sinh đều có tánh Phật, 12 bộ kinh, chư Phật Thế Tôn, thường lạc ngã tịnh, tất cả Bồ Tát trụ yên nơi kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn đều thấy tánh Phật. Những việc như vậy Bồ Tát đều nhớ mãi không quên, nhờ tu thiền định nên đạt được 11 pháp không, đó gọi là Bồ Tát tu tập định thành tịnh. Giới và định đã có đủ, tiếp đó liền tu trí tuệ thành tịnh. Nhờ tu trí tuệ nên chẳng bao giờ có chỗ định kiến cố chấp vướng mắc vào những điều như trong thân có bản ngã, trong bản ngã có thân, đây là thân, đây là bản ngã, chẳng phải thân, chẳng phải bản ngã. Như thế gọi là Bồ Tát tu tuệ thành tịnh. Nhờ tu tuệ nên những giới đã thọ trì được bền vững, không lay động. Thiện nam tử, ví như núi Tu Di không bị lay động nghiêng ngả bởi bốn loại gió, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, không bị lay động nghiêng ngả bởi bốn sự điên đảo. Thiện nam tử, Bồ Tát lúc bấy giờ tự thấy, tự biết, tự hiểu rõ những giới đã thọ trì không hề bị lay động nghiêng ngả. Như vậy gọi là chỗ thấy, biết, hiểu rõ của Bồ Tát, chẳng phải của người thế gian. Thiện nam tử, Bồ Tát thấy những giới đã thọ trì không hề bị lay động nghiêng ngả, nên lòng không hối tiếc ân hận. Vì không hối tiếc ân hận nên được hoan hỷ, vì hoan hỷ nên được vui thích, vì vui thích nên trong lòng được an ổn, vì lòng an ổn nên được phép định không lay động. Vì được phép định không lay động nên được chỗ thấy biết chân thật, vì thấy biết chân thật nên chán lìa sanh tử, vì chán lìa sanh tử nên được giải thoát, vì được giải thoát nên thấy rõ tánh Phật. Như thế gọi là chỗ thấy biết hiểu rõ của Bồ Tát, chẳng phải của người thế gian.
Thiện nam tử, như thế gọi là những điều thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, lại chính là chỗ thấy biết hiểu rõ của Bồ Tát. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tu trì giới hạnh thanh tịnh thì lòng không hối tiếc ân hận cho đến thấy rõ tánh Phật? Phật dạy: Thiện nam tử, giới của người thế gian không gọi là thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì giới của thế gian là pháp có, tánh không ổn định, không phải rốt ráo, không thể rộng vì hết thảy chúng sinh. Vì nghĩa ấy nên gọi là không thanh tịnh. Vì không thanh tịnh nên có lòng hối tiếc ân hận. Vì hối tiếc ân hận nên lòng không hoan hỷ. Vì không hoan hỷ nên không được vui thích. Vì không vui thích nên không được an ổn. Vì không an ổn nên không được phép định không lay động. Vì không được phép định không lay động nên không được chỗ thấy biết chân thật. Vì không được thấy biết chân thật nên không chán lìa. Vì không chán lìa nên không giải thoát. Vì không giải thoát nên chẳng thấy tánh Phật. Vì chẳng thấy tánh Phật nên mãi mãi không được đại bát niết bàn. Như thế gọi là giới của thế gian không thanh tịnh. Thiện nam tử, giới thanh tịnh của Bồ Tát Maha Tát là giới mà chẳng phải giới, chẳng phải là pháp có, kiên định rốt ráo vì lợi ích hết thảy chúng sinh nên gọi là giới thanh tịnh. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát, đối với giới thanh tịnh tuy chẳng muốn dành tâm không hối hận, nhưng tâm không hối hận ấy tự nhiên sanh ra. Thiện nam tử, ví như có người cầm cái gương sáng, dù không mong nhìn thấy khuôn mặt mình, nhưng hình tượng khuôn mặt tự nhiên hiện ra. Lại như người nông dân gieo giống xuống đám ruộng tốt, dù không mong nảy mầm nhưng mầm tự nhiên nảy xanh. Lại như tháp đèn, dù chẳng mong dẹp mất bóng tối nhưng bóng tối tự nhiên tiêu diệt. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát kiên trì giới hạnh thanh tịnh thì tâm không hối hận, tự nhiên sanh ra cũng giống như vậy. Nhờ giới hạnh thanh tịnh nên lòng được hoan hỷ. Thiện nam tử, ví như người đoan chánh, khi tự nhìn thấy khuôn mặt của mình thì sanh lòng hoan hỷ. Người giữ giới thanh tịnh cũng giống như vậy. Thiện nam tử, những người phá giới khi thấy giới chẳng thanh tịnh thì lòng không hoan hỷ. Như người hình dáng khuyết tật, khi nhìn thấy khuôn mặt của mình không sanh lòng vui thích, những người phá giới cũng giống như vậy. Thiện nam tử, ví như có hai cô gái chăn bò, một cô ôm bình đựng kem sữa, một cô ôm bình đựng nước uống, cùng đi vào trong thành để bán. Trên đường đi vấp ngã, hai cái bình đều bể, nhưng một cô vui vẻ, cô kia lại buồn rầu. Người giữ giới và người phá giới cũng giống như vậy. Người giữ giới thanh tịnh ắt lòng được hoan hỷ, trong lòng hoan hỷ liền suy nghĩ rằng trong kinh Niết Bàn, chư Phật Như Lai có dạy rằng những ai giữ giới thanh tịnh, ắt sẽ được Niết Bàn. Này ta tu tập giới thanh tịnh như vậy, ắt cũng sẽ được. Bởi nhân duyên ấy nên lòng được vui thích. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, hỷ và lạc có gì khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát không làm việc xấu ác, đó gọi là hỷ. Tâm thanh tịnh giữ giới, đó gọi là lạc. Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát quán sát sanh tử gọi là hỷ, thấy được đại niết bàn gọi là lạc. Bậc thấp gọi là hỷ, bậc cao gọi là lạc. Lìa những pháp chung cùng với thế gian gọi là hỷ, được những pháp không chung cùng với thế gian gọi là lạc. Nhờ giữ giới thanh tịnh nên thân thể nhẹ nhàng nhu nhuyễn, miệng không nói ra lời thô nặng lỗi lầm. Bồ Tát lúc bấy giờ dù có thấy nghe ngửi nếm xúc chạm nhận biết, thầy đều không có việc xấu ác. Vì không có việc xấu ác nên lòng được an ổn. Vì an ổn nên được định tĩnh. Vì định tĩnh nên được thấy biết chân thật. Vì thấy biết chân thật nên chán lìa sanh tử. Vì chán lìa sanh tử nên được giải thoát. Vì giải thoát nên được thấy tánh Phật. Nhờ thấy tánh Phật nên được đại niết bàn. Như thế gọi là Bồ Tát giữ gìn. Giữ giới thanh tịnh chẳng phải là giới của thế gian. Vì sao vậy? Thiện nam tử, những giới thanh tịnh mà Bồ Tát Maha Tát thọ nhận có 5 pháp để trợ giúp. Thế nào là 5 pháp? Một là có đức tin, hai là biết thẹn, ba là biết xấu hổ, bốn là nương theo những bậc thiện tri thức, năm là có lòng tôn kính giới. Nhờ lìa khỏi 5 pháp che chướng nên chỗ thấy được trong sạch. Nhờ lìa khỏi 5 kiến chấp nên lòng không có nhiều mối nghi ngờ. Nhờ lìa 5 mối nghi nên chẳng buông lung phóng túng. 5 mối nghi đó, một là nghi ngờ về Phật, hai là nghi ngờ về chánh pháp, ba là nghi ngờ về chư tăng, bốn là nghi ngờ về giới luật, năm là nghi ngờ về sự không phóng túng biếng nhác.
Bồ Tát bấy giờ liền được 5 căn, đó là tín, niệm, tinh tấn, định và tuệ. Nhờ có hết 5 căn nên được 5 loại niết bàn, từ sắc giải thoát cho đến thức giải thoát, như thế gọi là Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, không phải giới của thế gian. Thiện nam tử, đó gọi là chỗ mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng chính là chỗ Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ. Thiện nam tử, nếu trong số những đệ tử của ta thọ trì đọc tụng sao chép diễn thuyết kinh Đại Niết Bàn, lại có người phá giới, ắt sẽ có người quả trách, khinh khi hủy nhục mà nói rằng: nếu tạng sâu kiến của Phật, kinh Đại Niết Bàn này có oai lực, vì sao lại khiến cho ông hủy phạm những giới đã thọ trì? Nên biết rằng mọi người thọ trì kinh Niết Bàn, nếu hủy phạm giới cấm thì kinh này sẽ không có oai lực. Nếu kinh này không có oai lực, dù họ có tụng đọc nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn lại khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục, cho nên kẻ thọ trì kinh này mà hủy phạm giới cấm thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sinh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Những người như vậy ta cũng không cho phép thọ trì kinh điển này, thà không có ai thọ trì tu tập, chứ không để cho những kẻ hủy phạm giới cấm thọ trì tu tập kinh này. Thiện nam tử, những đệ tử của ta thọ trì đọc tụng sao chép diễn thuyết kinh Niết Bàn, nên giữ cho thân tâm ngay thẳng chân chánh, thận trọng, chớ nên chơi đùa bỡn cợt, khinh suất hấp tấp cử động. Chơi đùa bỡn cợt là thuộc về thân, khinh suất hấp tấp là thuộc về tâm. Tâm mong cầu pháp có, đó gọi là khinh suất hấp tấp. Thần tạo tác các nghiệp, đó gọi là trơn bỡn, đùa cợt. Nếu đệ tử của ta mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp, thì không nên thọ trì kinh điển Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn này. Nếu người như vậy mà thọ trì kinh này, ắt người khác sẽ khinh chê của trách rằng: nếu tạng sâu kiến của Phật, kinh Đại Niết Bàn này là có oai lực, sao lại khiến cho ông mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp? Nên biết rằng nếu người trì kinh mà mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp, thì kinh này sẽ không có oai lực. Nếu không có oai lực thì dù có thọ trì nữa cũng chỉ là vấn đề vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn này mà khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục, cho nên kẻ thọ trì kinh này mà mong cầu pháp có, tạo tác các nghiệp, thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sanh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Lại nữa, thiện nam tử, nếu đệ tử của ta thọ trì tụng đọc sao chép diễn thuyết kinh Niết Bàn này, đừng thuyết giảng không đúng lúc, đừng thuyết giảng không đúng nơi, đừng thuyết giảng khi không được thừa thỉnh, đừng đem lòng khinh dễ mà thuyết giảng, đừng thuyết giảng tùy tiện khắp mọi nơi, dùng thuyết giảng để tự khen mình, đừng thuyết giảng để chê bai người khác, đừng thuyết giảng làm phân biệt mất pháp Phật, đừng thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian. Thiện nam tử, nếu đệ tử của ta thọ trì kinh này mà thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian, thì người khác sẽ khinh chê của trách rằng: nếu tạng sâu kiến của Phật, kinh Đại Niết Bàn này có oai lực, sao lại khiến cho ông thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian? Nên biết rằng nếu người trì kinh thuyết giảng theo những cách như vậy thì kinh này không có oai lực. Nếu không có oai lực thì dù có thọ trì nữa cũng chỉ là vô ích. Nhưng do nơi việc khinh chê kinh Niết Bàn mà khiến cho vô số chúng sanh đọa vào địa ngục, cho nên người thọ trì kinh này mà thuyết giảng không đúng lúc, cho đến thuyết giảng làm bùng cháy mạnh mẽ pháp thế gian, thì là hạng tri thức xấu ác của chúng sanh, chẳng phải đệ tử Phật mà là quyến thuộc của ma. Thiện nam tử, nếu có người muốn thọ trì kinh này, thuyết giảng Đại Niết Bàn, tùy giảng tánh Phật, thuyết giảng tạng sâu kiến của Như Lai, thuyết giảng Đại Thừa, thuyết giảng Kinh Phương Đẳng, thuyết giảng Thanh Văn Thừa, thuyết giảng Bích Chi Phật Thừa, thuyết giảng giải thoát, thấy hết được tánh Phật, vì trước hết phải giữ thân mình cho thanh tịnh, vì thân được thanh tịnh ắt sẽ không ai của trách, vì không có ai của trách nên khiến cho vô số người đối với kinh Đại Niết Bàn này phát sanh lòng tin trong sạch. Nhờ phát sanh lòng tin nên cung kính đối với kinh này.
Nếu nghe được một bài kệ, một câu kinh hay một chữ vào thuyết giảng pháp, bạn sẽ được phát tâm An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên biết rằng người ấy thật là bậc thiện trí thức của chúng sanh, chẳng phải hạng trí thức xấu ác, đó chính là đệ tử Phật, chẳng phải quyến thuộc của ma. Như thế gọi là Bồ Tát, chẳng phải người thế gian. Thiện nam tử, đó gọi là chỗ thế gian chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu rõ, nhưng chính là chỗ thấy biết hiểu rõ của Bồ Tát